Những ngày này, tất cả các du khách về với khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc đều cảm nhận rõ không khí lễ hội mùa xuân. Các ngã đường về thành phố Chí Linh và khu di tích quốc gia đặc biệt luôn tấp nập các đoàn du khách, người hành hương du xuân. Trong tiết xuân sang, về với Côn Sơn Kiếp Bạc vãn cảnh đền chùa, mỗi người đều tâm thành cầu mong cho một năm mới bình an may mắn. Tại Côn Sơn Kiếp Bạc, những ngày này rất đông du khách đến dâng hương, chiêm bái. Hôm nay là lần đầu tiên được đến một cái nơi rất là linh thiêng mà rất là đẹp. Trong một cái khoang cảnh của đầu xuân ấy, thì cảm giác là lên đây là rất là yên bình, tĩnh tâm, thư thái mà vui. Côn Sơn mê đắm lòng người với mặt hồ nước trong xanh, núi non trùng điệp, rừng thông bát ngát. Về Côn Sơn như về với thiên nhiên thanh khiết. Mỗi di tích, mỗi địa danh, mỗi điểm dừng chân ở nơi đây in đậm những giá trị tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa lịch sử đặc biệt, tạo nên sức hấp dẫn không chỉ với du khách trong nước mà còn hấp dẫn cuốn hút đối với cả du khách quốc tế mỗi dịp xuân về. Từ dịp đầu xuân đến nay, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc đón khoảng 26,5 vạn lượt khách tham quan, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lễ hội mùa xuân đón khoảng 2,7 vạn du khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Thấy rất là ấn tượng với cả văn hóa của Việt Nam, và ở Hàn Quốc của chúng tôi thì cũng có những cái lễ hội tương tự như vậy. Và ngoài ra thì ở đặc biệt là ở thành phố Suwon của chúng tôi thì có lễ hội văn hóa Hoa Song, là lễ hội mà mỗi năm cũng tổ chức một lần, và ngày xưa thì là vua chúa cũng thường đến để tham dự cái lễ hội này. And I really like it. There's a lot of. Tôi rất là thích cái trải nghiệm đến tham quan ở chỗ này, bởi vì là không khí thì rất là yên bình, không gian cảnh vật rất là đẹp đẽ, và rất là nhiều người đến trải hội cầu phúc, và tôi thấy rất là thú vị. And I think it's a very beautiful temple too. Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024 gắn với lễ tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả, được tổ chức với quy mô lớn. Các hoạt động phần lễ và phần hội được chuẩn hóa theo nghi thức truyền thống. Tại lễ hội còn diễn ra các hoạt động và nghi lễ như lễ rước nước, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ dỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả, lễ mông sơn thí thực. Hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày, giải Việt giã hành trình kết nối di sản văn hóa, vật dân tộc và liên hoan pháo đất thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Lần đầu tiên đến đây thì chúng tôi thấy được cái tinh thần thượng võ, và mọi người đến đây với không khí rất là vui tươi, phấn khởi, hào hùng, và đặc biệt là đến đây thì được chứng kiến những cái di sản văn hóa của dân tộc, đó là những cái trò chơi truyền thống dân gian của quê hương đất nước của chúng ta. Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay có nhiều điểm mới hấp dẫn như lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia, tuần văn hóa ẩm thực du lịch và xúc tiến thương mại với các hoạt động hấp dẫn như lễ hội ẩm thực giới thiệu món ăn tiêu biểu của Hải Dương và các địa phương trong cả nước, trình diễn áo dài sắc màu Hải Dương, các trò chơi dân gian và các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Tuần lễ còn quảng bá 3 món ăn chả rươi, bánh cuốn, bánh đậu xanh được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam trao chứng nhận món ẩm thực tiêu biểu. Lễ hội thì cực kỳ là vui, tại vì thực ra là em đến đấy là em bất ngờ, tại vì bọn em đang cũng chỉ nghỉ lên đi, chỉ ở đi dã ngoài, nhưng đến thì vui quá, mặt hàng hay phong phú đa dạng. Côn Sơn Kiếp Bạc gắn bó mật thiết với cuộc đời sự nghiệp của các danh tướng, danh nhân văn hóa như Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán. Đây không chỉ là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng lớn mà còn là phòng tuyến quân sự quan trọng, chấn giữ phía đông bắc của kinh đô Thăng Long. Chính vì thế, hơn 7 thế kỷ đã qua, khu di tích này luôn là một trong những trung tâm văn hóa tâm linh lớn của đất nước, đi vào tâm thức người dân. Côn Sơn Yên Tử Quỳnh Lâm, nếu ai chưa tới thiền tâm chưa đành, hay dù ai buôn bán gần xa, 20 tháng 8 dỗ cha thì về.